Có rất là nhiều bạn chỉ tạo một git duy nhất, rồi sau đó là ngồi chờ, và sau một thời gian thì không thấy một cái đơn hàng nào hết thì bỏ cuộc và cho rằng là Fiverr rất là khó, không tiềm năng một chút nào, và những cái brute ở trên mạng kiếm được tiền với Fiverr chỉ là lừa đảo, là lùa gà mà thôi. Sự thật có phải là như vậy không? Trong video này mình sẽ giải đáp thắc mắc đó và hướng dẫn bạn cách làm thế nào để có những cái đơn hàng đầu tiên ở trên Fiverr. Hey, xin chào bạn, mình là Danny và trở lại với cái chuỗi video trên đi hành trình kiếm 1.000 đô một tháng với Fiverr như thế nào. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể là phát triển cái công việc kinh doanh với Fiverr, và tối ưu làm thế nào để chúng ta bắt đầu có những cái đơn hàng đầu tiên và những cái chỉ số nào mà chúng ta cần phải quan tâm khi chúng ta làm với Fiverr. Đầu tiên thì từ những cái video trước thì mình đã có nói là Fiverr hiện nay thì cạnh tranh hơn xưa rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái tiềm năng phát triển của nó cũng cao hơn xưa từ 5 cho đến 10 lần so với trước. Như là Fiverr bây giờ có những cái cơ cấu về giá cả nè, về cái extra của cái git, về cái upsell giúp cho chúng ta tăng thêm được cái doanh thu rất là nhiều. Ngoài ra thì cái lượng khách hàng càng ngày càng cao ở trên Fiverr, nó cũng là một cái cơ hội rất lớn cho các freelancer và những người muốn kiếm tiền online như là chúng ta. Để chứng minh cho cái điều đó thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái dữ liệu ở trên hai cái tool. Thứ nhất là Ahrefs và cái tool thứ hai là Similarweb, để chúng ta biết được cái tiềm năng của Fiverr nó như thế nào. Thì đây là cái chỉ số ở trên Ahrefs, thì chúng ta sẽ thấy được là cái organic traffic đến từ đến Fiverr thì cái đây so so với cái đây khoảng 4 năm 5 năm 6 năm. Thì ở lúc mình làm đâu đó khoảng đầu này nè. Đó, thì lúc đó mình thấy mỗi tháng chỉ có khoảng 400.000 traffic. Nhưng bây giờ thì nó tới 7 triệu traffic, và cái chỉ số ở trên Ahrefs này á thì nó lệch so với chỉ số thực tế khoảng 4 đến 5 lần, có nghĩa là nếu ở đây là 7 triệu thì có thể là cái chỉ số thực tế nó phải là 30 bên đến 40 triệu traffic mỗi tháng. Để kiểm chứng cho cái điều đó thì mình mở thêm một cái tool nữa, đó là Similarweb. Thì cái Similarweb này nó sẽ cho chúng ta biết được là cái lượng truy cập vào Fiverr trong vòng 3 tháng vừa rồi đó, là khoảng 50 mấy đến 60 triệu traffic mỗi tháng, tương đương là một ngày có khoảng gần 2 triệu truy cập vào trong đó. Thì Mỹ chiếm 22%, nó rất là cao, và những cái nước khác như là Anh nè, rồi Pakistan nè, những cái nước này thì cái tỷ lệ mua hàng không biết là có nhiều hay không, nhưng mà những cái tỷ lệ những cái nước như là US nè, hoặc là UK nè, và những cái nước khác ở khối châu Âu thì cái tỷ lệ mua hàng nó sẽ cao đó. Thì cho rằng khoảng 30 đến 40% là những cái nước tiềm năng mua hàng cao, thì chúng ta sẽ thấy được là mỗi tháng sẽ có tương đương khoảng là 20 mấy triệu người tìm kiếm dịch vụ ở trên đây. À, chúng ta sẽ thấy được cái tiềm năng rất khủng khiếp của Fiverr ngày hôm nay. Vậy thì làm thế nào để xây dựng được một sự nghiệp kinh doanh ở trên Fiverr? Cụ thể, cái bước đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là làm thế nào để chúng ta có được những cái đơn hàng đầu tiên. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn ba cái bước để bạn có thể là tối ưu cái công việc của bạn ở trên Fiverr để nhanh nhanh có được những cái đơn hàng đầu tiên. Thì cái bước đầu tiên, bước thứ nhất mà chúng ta cần làm khi chúng ta quyết định làm việc ở trên Fiverr, đó là chúng ta phải xác định được, chúng ta phải nghiên cứu thị trường, chúng ta phải biết về đối thủ, chúng ta phải tìm hiểu về cách mà những cái người mà có những cái dịch vụ mà bán tốt ở trên Fiverr họ làm, đang làm cái gì, và những cái gì khiến họ có nhiều cái khách hàng như vậy. Đó, cụ thể chúng ta sẽ nghiên cứu về thumbnail, về giá, về git copywriting, có nghĩa là cách người ta viết nội dung của git của họ như thế nào. Đó, về FAQ, vân vân. Rồi ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho bạn. Ở đây như mình bữa trước mình nói thì cái mà mình đang làm đó là chính là cái phần writing and translation, và mình viết article và blog post. Rồi thì ở đây bạn sẽ cần phải nghiên cứu về những cái mà Fiverr suggest ở đây, có nghĩa là đây là những cái
mà thường xuyên được sử dụng. Đó, có nghĩa là người ta thường hay chọn là tiếng biết bằng tiếng Anh nè, tiếng Spanish, French, tiếng Đức, Ý hoặc là tiếng Hà Lan chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ biết được là cái thị trường nó đang cần cái gì. Thì chắc chắn là phần nhiều là sẽ là tiếng Anh rồi, đúng không? Rồi, ngoài ra thì đó, đây là những cái topic, những cái mà top, mà nội dung mà người ta search nhiều nhất ở trên Fiverr, đó về internet, về technology, về health, lifestyle nè, finance, beauty, fashion, marketing. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng ta sẽ cần quan tâm để tối ưu cho cái gig của mình. Cái thứ hai, các bạn sẽ cần phải xem hết những cái này đó, coi những cái filter này nó có những cái gì nó có những cái gì để mình biết được là mình đang có lợi thế gì hay là mình đang bị bất lợi gì đó. Ví dụ như mình thấy ở đây seller live in US nè, UK nè, như bạn thấy được đó. Việt Nam chỉ có 3 thôi, trong đó có mình. Chứng tỏ là những cái seller ở Mỹ và UK thì sẽ được ưu tiên hơn, sẽ ưu tiên lựa chọn hơn. Mình ở Việt Nam sẽ bị một cái bất lợi. Thì sau khi mình test một thời gian, nếu như đó thật sự là một cái bất lợi của mình thì mình sẽ có phương án làm sao để mình chuyển được cái seller của mình là từ US hoặc là UK để mình tăng được cái tỷ lệ được chuyển đổi đơn hàng. Rồi. Delivery time có nghĩa là đây là bạn sẽ biết được bạn nên đặt những cái mốc thời gian nào cho cái gig thì nó tốt, ví dụ ở đây 3 đây 7 ngày ha. Rồi khi mà research á, bạn sẽ cần phải xem thử là những cái gig nào mình sẽ quan tâm đến, những cái gig nào mà mình lướt mình cảm thấy nó stand out, có nghĩa là cái thumbnail á, cái ảnh thumbnail nó phải nổi bật hơn so với những cái người khác và cái lượng review cao. Ví dụ mình sẽ chú ý đến những cái này đây, hoặc là đây, mặc dù cái review cao nhưng mà ảnh mình cảm thấy nó không thu hút lắm, mình bỏ qua. Có thể là đây là một cái người làm lâu rồi cho nên họ không có update. Rồi, ví dụ như cái này đây. Rồi, mọi người sẽ cần phải tìm hiểu cái này để biết được là trong những cái ngách của Fiverr nó còn mình có thể làm được những cái gì nữa. Mình sẽ xem hỏi ở đây ha. Ok, như này chẳng hạn đó, như cái này chẳng hạn đó. Thì sau khi chúng ta research thì chúng ta sẽ xem thấy được là những cái gì sẽ quyết định là một cái thumbnail đẹp. Ở đây họ, anh này thì anh nhấn mạnh về cái unique selling point của anh, có nghĩa là anh 10 năm kinh nghiệm nè, được train chuyên nghiệp nè, đó. Delivery nhanh nè. Rồi cái này thì sao? Cái này thì nhấn mạnh về cái nội dung. Nội dung sẽ viết về health, về wellness đó, để người ta nhìn vào người ta biết luôn sẽ chọn. Rồi còn bên này thì sao? Bên này cũng là giá rẻ, đúng không? 600 quốc mà 5 đô thì cái điểm mạnh ở đây là giá rẻ và cũng là delivery nhanh và 1% là unique well researched. Thì cái đặc điểm của từng cái gig mình sẽ nhận định được qua cái thumbnail là họ truyền tải cái gì. Còn cô này á thì ba cái điểm nổi bật của cô đó. Còn cái seller này thì mình thấy được đây có cái lượng order inflow rất là cao. Và khi mọi người research á, thì chú ý đến cả những cái lượng order inflow. Những cái inflow nào thì ngon á, thì có nghĩa là mình sẽ cần tập trung nghiên cứu kỹ hơn. Thì ở đây mình sẽ thấy được là
có một cái đặc điểm đó là native USA English. Có lẽ là đây là một cái gì đó khiến cho cái listing này nó nổi bật hơn nè. Người ta cần tìm cái người native USA English. Unit effective engage sales optimize và 20 năm writing experience. Thì đó là những cái điểm nổi bật làm cho cái listing này nó stand out ra. Rồi, mình sẽ cần coi đến about with này. Cái phần này thì xem cái seller này họ nói cái gì, có gì hay không. Thì nhấn mạnh là copycat spot nè. SEO keyword được in lưu một cách tự nhiên. Và đây là một seller từ Mỹ, do đó là họ được tin dùng rất nhiều ha. Rồi bạn thấy được là cái budget rất là cao, $35 chỉ cho có 500 word thôi. 70 đô thì 1000 word bằng $175, 2500 word. Rồi. Và mình xem tới phần FAQ này. Rồi. Tương tự, bạn sẽ làm tương tự với những cái guide khác. Bạn sẽ làm tương tự với những guide khác. Xem thử là cái thị trường này nó cần gì và mình phải cần nhấn mạnh những cái gì trong cái guide của mình. Thứ hai là bạn sẽ research xem là nó sẽ có những cái gì khác không, ví dụ như website content. Thì cái lượng review nó cũng cao, nhu cầu nó cũng cao đấy. 7 order in queue thì bạn sẽ thấy được ha. Thì có là gì là nổi bật. Chúng ta làm tương tự. Ví dụ SEO website content review cao. Đây nữa. Đây là một dạng làm cái thumbnail cho nó stand out nè. Đây cũng vậy. Rồi. Thì đó là cái đầu tiên, bạn phải research cái thị trường kỹ, xem trong cái thị trường đó chúng ta có những cái điểm mạnh nào của đối thủ mà chúng ta có thể học hỏi được, chúng ta nâng tầm cái sản phẩm ra lên. Cái bước thứ hai để mà chúng ta có thể tối ưu cái công việc kinh doanh trên Fiverr là chúng ta sẽ phải tạo mắt kit được cho phép. Cụ thể là new seller sẽ được tạo tối đa là 7 kit, và cứ 1 đến 2 ngày bạn sẽ tạo một git cho khi nào đủ thì thôi. Chúng ta có một cái profile tự nhiên trong mặt Fiverr để tránh bị spam tài khoản. Vậy thì chúng ta sẽ tối ưu từng cái git đó như thế nào? Thì mình sẽ lấy ví dụ cho chính cái tài khoản của mình cho bạn xem. Và ở phía sau sẽ còn rất là nhiều cái nội dung hay ho. Nếu bạn thích video này thì cho mình một like và subscribe cái kênh nếu bạn thích cái nội dung của kênh mình nhé. Rồi trở lại vấn đề. Thì đây là cái tài khoản của mình. Thì mình đã tạo được 4 trên 7 git ở đây. Và bạn sẽ thấy được là những cái git của mình bắt đầu có impression, có nghĩa là những cái lượt hiển thị. Lượt hiển thị là gì? Thì khi mà bạn bạn search ở trên Fiverr, ví dụ khách hàng search ở trên Fiverr là website content đó, thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì cứ mỗi lần mà cái git của bạn được hiển thị ở trên cái màn hình như thế này thì bạn sẽ được tính là một impression đó. Giải thích cho bạn. Còn click là gì? Click là cái số lượng mà người dùng click vào cái git của bạn để đọc, thì đó là click. Còn đây là order rồi, dĩ nhiên rồi ha. Vậy thì ở đây mình tổng cộng là 4 git thì mình đã có khoảng gần 300 200 mấy gần 300 impression và mình đã có khoảng 7 click. Thì theo thứ tự á thì mình tạo cái git này đầu tiên nè. Đây là cái git mình tạo đầu tiên đó. Sau là tới git này, tiếp theo là git này, và cuối cùng là cái git
dưới cùng này, thì bạn sẽ thấy được sự khác nhau ở những cái git này. Tại sao cái git này tạo đầu tiên mà mới chỉ có 87 impression? Tại sao cái git này tạo thứ hai mà số lượng impression lại nhiều hơn cái git này, và cái git này tạo cuối cùng lại có khối lượng impression cao hơn cái git này? Đó là nguyên nhân mà tại sao chúng ta phải tạo nhiều git, để trong những cái git đó sẽ có một cái git win, và nếu như trong những git đó không có git nào win thì chúng ta sẽ có lại những cái chiến lược khác mà mình sẽ nói ở những video sau. Rồi, thì để tạo ra được cái những cái git mình đã research thị trường, và mình nhóm lại những cái mình đã tìm hiểu xem cái thị trường viết bài tiếng Anh này nó sẽ có những cái dịch vụ gì nổi bật, thì mình sẽ thấy được đó là có dịch vụ tạo SEO article blog post nè, rồi dịch vụ cũng tạo SEO article nhưng mà sử dụng là Surfer SEO và Jasper AI, là hai cái tool để hỗ trợ cho việc viết bài. Rồi họ cũng cần là SEO website content. Mình nghiên cứu thị trường và mình tạo ra những cái dịch vụ đó. Rồi tiếp theo là mình tối ưu những cái git này. Mình tạo xong rồi mình tối ưu là những cái git này. Thì bữa trước mình có nói với bạn là mình sử dụng Canva Pro để mình tối ưu cái listing của mình. Thì đây là cái ảnh đầu tiên mà mình tạo. Thì cái ảnh này nó rất là kém, nó không có tạo được cái impression cao cũng như là lượt click. Thì sau đó là mình đã tạo cái git thứ hai, là cái git này, thì cái impression nó đã cải thiện nhưng mà nó vẫn không có click. Thì mình nghĩ có lẽ là do mình là người châu Á, cũng ở Việt Nam, cho nên là khách hàng họ không có tin tưởng lắm về cái khả năng viết lách của mình. Do đó là mình đã tối ưu bằng cách là mình đi kiếm một cái profile nhìn nó tây tây một chút đó. Mặc dù cô bé này, hình của cái cô này thì cũng chưa được tây lắm, nhưng mà mình thấy cái phong thái nó khá là tự tin nên mình test thử. Thì bắt đầu khi mình thay cái ảnh này vào thì mình bắt đầu có lượt click đó, mình bắt đầu có lượt click. Thì từ đó mình tối ưu cái profile của mình theo cái ảnh cô này luôn. Đó, như là cái đây là cái hình đầu tiên của cái mẫu mà mình tối ưu lại. Nghĩa là cái hình đầu tiên của cái git mà mình tạo là cái hình này. Sau đó nó không có hiển thị và nó không click, thì là mình tối ưu lại cái thumbnail cho nó nổi bật hơn. Mình thêm vào là những cái unit selling point ở đây ha. Rồi, và hai cái git tiếp theo mình tạo đó, mình bắt đầu mình phân tích thị trường như bạn mình đã giải thích với bạn. Mình thấy được là những cái gì native English unit effective engage sell friendly monthly back guarantee, là những cái unit selling point mà mình muốn đưa vào cái git dựa trên sự phân tích thị trường đó. Và mình testing xem cái thumbnail nào nó work động tốt, thì mình sẽ thử rất là nhiều cái. Hay là website content dưới đi selling point, mọi người thấy được là khi mình testing á, mình đã thấy rõ ràng là cái này nó nổi bật hơn cái này, và nó cho cả lượng impression và click tốt hơn, đúng không? Và cái kế hoạch của mình là từ tuần sau mình sẽ tạo full git này, và bắt đầu nếu như vẫn chưa có những cái đơn hàng đầu tiên thì mình sẽ có cái chiến lược tiếp theo để thúc đẩy nó. Và chiến lược đó là gì thì bạn sẽ cần phải subscribe, bật cái chuông để có thể tuần sau nghe mình giải thích về cái chiến lược mà mình tự lên, là chắc chắn nó sẽ giúp cho mình bắt đầu có những đơn hàng đều đặn hơn. Rồi, thì đó là cái bước thứ hai. Và cái bước cuối cùng mà mình muốn bạn cần tập trung vào khi mà chúng ta mới làm trên Fiverr, đó chính là chúng ta phải research những cái thị trường ngách ở trên Fiverr và tập trung vào những cái thị trường ngách đó. Mình sẽ lấy ví dụ
Điều mình nói có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn sẽ thấy được là ở đây chúng ta sẽ có 7 cái git. 7 cái git thì mình sẽ chia ra những cái ngách nhỏ hơn về cái viết nội dung này. Ví dụ ở đây bạn sẽ thấy được là SEO, Optimize Article Blog Post, đúng không? Rồi nó sẽ có Server SEO và Jasper AI. Rồi nó sẽ có là SEO Website Content. Là chúng ta đã có 3 cái topic khác nhau rồi. Thứ nhất là có người sẽ tìm về Website Content, có người sẽ tìm về là SEO Optimize Blog Post, có người thì sẽ cần tìm người viết bằng cái tool Jasper và Server SEO chẳng hạn. Đó. Rồi có người sẽ cần viết bài chuyên về sức khỏe, có người sẽ cần viết bài chuyên về cái lifestyle, vân vân. Có rất nhiều cái thị trường ngách nhỏ ở trong một cái thị trường ngách. À, như ở đây thị trường ngách là viết bài English, viết bài blog post, thì những cái ngách nhỏ hơn thì chúng ta phải chia ra, chia cái git ra mà test ở những cái ngách nhỏ khác nhau, xem thử cái nào được đơn hàng nhiều. À, vậy thì làm sao chúng ta tìm được những cái ngách đó? Chúng ta sẽ đơn giản, chúng ta sẽ cố gắng lướt thật nhiều. Ví dụ bạn nghĩ ra dựa vào những cái category nè, đó, website content nè, website creation nè, content strategy nè, rồi sell copy, dựa vào Fiverr gợi ý chúng ta ha, copy editing, ví dụ vậy. Đó, thì bạn sẽ thấy được là những cái ngách nó nhỏ hơn, nhưng mà sẽ ít cạnh tranh hơn. Ví dụ như cái ngách này là gì? Sell copy chẳng hạn. À, sell copywriting, đúng không? Thì nó sẽ ít cạnh tranh hơn. Tuy nhiên là cái buyer nó cũng ít hơn. Thì chúng ta phải cân đối, và chúng ta sẽ có một cái chiến lược nó phù hợp. Ví dụ như lúc đầu mình sẽ thúc đẩy những cái git cũ, rồi sau đó mình sẽ từ từ mình đẩy những cái git mà nhỏ đó thành những git lớn, mình tối ưu cái git tin đó. À, rồi bạn cũng có thể search là ví dụ như là content, bạn chỉ cần xem content đi. Ví dụ mình sẽ xem content thì chúng ta sẽ biết được ha. Rồi ví dụ như một cách nhỏ là social media marketing manager và content creation creator. À, ở đây là chúng ta sẽ Amazon plus brand content. Đó. A plus brand content. Đó. Đó là những cái ngách nhỏ ở trong cái thị trường này mà chúng ta xem là cái nào chúng ta làm được. Rồi đây Amazon content, brand content ha, social media, listing đó, listing nè, listing Amazon, viết bài cho listing trên Amazon. Rồi YouTuber content idea, nó có rất là nhiều cái mà chúng ta có thể làm ở trong cái ngách này. Chúng ta phải research xem thử chúng ta có thể là phủ cái git của mình tới những cái ngách nào ở trong đây, để tăng cái tỷ lệ mà chúng ta có thể là kiếm được cái những cái đơn hàng đầu tiên. Thì đó là cái mà mình muốn nói ở đây. Ok, vậy đó chính là ba cái điểm mà chúng ta cần làm để chúng ta bắt đầu có những cái đơn hàng đầu tiên cho mình. Hy vọng là cái video này nó hữu ích với bạn, những cái người mà đang bắt đầu là kiếm tiền với Fiverr. Và mình hy vọng là những cái bạn follow theo cái series này của mình thì sau từ 3 đến 6 tháng nữa bạn sẽ có những cái nguồn thu nhập nó tốt với Fiverr. À, và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy cứ comment dưới video và mình sẽ trả lời cho bạn trực tiếp ở trên đó. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì chỉ cần giúp mình một chuyện, đó là like video, share cho bạn bè xem. Và nếu như những cái nội dung trên kênh này cũng là thứ mà bạn quan tâm thì cân nhắc subscribe nó và bật cái chuông lên để không bỏ lỡ một cái video nào của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.